Gia đình bình an xã hội hạnh phúc. Thưa quý vị, đây là chủ đề truyền thông của tỉnh Long An hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Theo đó, Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan Quỹ ban nhân dân các quyện, thị xã thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 trên quy mô toàn tỉnh. Các hoạt động tổ chức đồng hành cùng với công tác truyền thông phòng chống bạo lực gia đình để tạo chuỗi sự kiện truyền thông về gia đình trong tháng 6 với chủ đề Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc và phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Thông qua đó nhằm truyền tải thông điệp Gia đình là tế bào của xã hội là thành trì của Tổ quốc, hãy hành động gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm theo pháp luật. Thời gian tổ chức các hoạt động truyền thông từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 6, qua đó nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn quá tốt đẹp của gia đình trong thời đại công nghiệp quá, hiện đại quá và hội nhập quốc tế.